Hello anh em, và trong video này chúng ta sẽ đến với Science Fit to Win. Thật ra thì nó sẽ không Fit to Win nhiều xong rồi phá trụ như ngày xưa được đâu. Tại vì cái cơ chế Fit to Win nó đã bị giảm sức mạnh đi rất nhiều khi mà cái lượng tiền cũng như là các cái món trang bị để phá trụ giờ nó không còn nữa rồi các bạn ạ. Cái cơ bản của chiến thuật này ấy, nó chỉ đơn giản là các bạn sẽ hy sinh một số cái mạng đầu của mình để làm gì? Để làm cho rừng đối phương thọt và chúng ta có một ít lợi thế khi mà đi đường. Đó. Cụ thể ở đây là lúc đầu chúng ta sẽ sang rừng địch, sau đó tự sát để ăn hết cái đợt lính đầu tiên cho nó nhanh nhất có thể, sau đó dùng dịch chuyển quay trở lại cướp lấy bùa của rừng địch một cách nhanh nhất. Thật ra thì chúng ta có thể vừa cướp bùa xanh và vừa ăn được bãi cóc, tuy nhiên là cái việc này nó hơi mạo hiểm, bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy, rừng địch có thể qua trong khi mà chúng ta đang ăn bùa xanh và chúng ta có thể chết và tạo lợi thế cho rừng địch. Ok, giờ bắt đầu nhá. Cụ thể là tầm khoảng 1 phút thì các bạn sẽ đi qua rừng đối phương. Chúng ta nên cắm con mắt ở ngoài bụi cỏ sau cái tảng đá một chút như thế này. Bởi vì nếu mà như vậy các bạn sẽ có tầm nhìn của rừng đối phương. Nếu mà rừng đối phương có quyết định đi qua sớm. Đây, nó sẽ chạy vào trụ và tự sát trước nhá. Tầm khoảng 3 hit bắn của trụ là sẽ đủ để chúng ta chết. Ở đây các bạn có thể thấy là tớ có ăn được đợt lính đầu tiên đây. Tuy nhiên là vì có sự có mặt của Ngộ Không nên là tôi phải lui một chút, thành ra là bị thiếu hai đòn đánh thường để ăn con lính đó. Tuy nhiên là đây thì tôi vẫn dịch chuyển lại. Đồng đội thì tất nhiên là không hiểu nên sẽ hỏi chậm. Đây, cái đoạn này này, các bạn kéo cả bãi cóc vào để bãi cóc giết mình nhanh nhất có thể. Như vậy thì mình sẽ ăn blue nhanh nhất có thể luôn. Trong khi là, đấy các bạn thấy là rừng địch vẫn đang ăn bùa đỏ kia. Thật ra trận này thì vì đánh nhau lúc đầu nên rừng địch ăn hơi chậm một chút. Nhưng nếu mà theo đúng tốc độ thì rừng địch sẽ ăn bùa đỏ. Đó, xong có thể là qua bùa xanh. Chính vì vậy là tớ chỉ chấp nhận là tớ ăn bùa xanh của đối phương thôi. Sau tớ quay lại và tớ đi lên giai đoạn đi đường đây. Thì các bạn có thể thấy là nếu thực hiện đúng ý, mà Ngộ Không không chặn tớ ở đoạn kia, thì tớ sẽ ăn được 6 con lính và đỡ mất một con lính. Và ăn được bùa xanh của đối phương. Tớ vẫn lên ở cấp 2 và tớ có bùa xanh. Tất nhiên là tớ sẽ mất dịch chuyển, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì gần như các bạn sẽ không hề xài dịch chuyển vì các bạn còn dậy đi đường một lúc à. Đây, tớ đã quay trở lại đường và các bạn thấy là tớ chỉ mất 3 con lính cánh gần của đợt lính thứ hai thôi. Mà nếu mà so ra thì 3 con lính cánh gần nó sẽ không thể nhiều kinh nghiệm bằng một cái bùa xanh được. Và chưa kể là chúng ta còn có bùa, xong chúng ta cướp đi được bùa xanh của đối phương. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể cướp cóc nữa nha. Nhưng mà tớ cảnh báo trước rồi là có thể nếu các bạn tham lam như thế thì các bạn sẽ chết lại và tạo lợi thế cho rừng địch. Ok, giờ các bạn hãy tiếp tục xem video nhé. Khó mà Ngộ Không có vào này. Ui, lại có một tí ẹp nữa. Tôi phải lấy thân của tôi ra chắn ông ấy thôi. À, và tôi phải clear được đỉnh này nhanh hết sức có thể rồi. Nó vẫn ra băng trụ đâu không? Bộ táo chua. À, đây là con bóng à? Ừ. Mày né dẻo vậy à? Bắn đi không? Rồi, rồi. Có đắp lửa chưa? Vừa đủ luôn. Thầy chết rồi. Kém thế. Đánh vậy là chết tôi rồi. Đánh vậy là mệt tôi rồi đó không? Phải đập nó thôi. Thế là đoạn đầu fit 2 mạng, xong đoạn sau gỡ lại hết. Nói chung là team nó đầu tư 2 tele với cả
chiều cuối của TF lên top 2 lần thì thôi, tớ cũng bó tay rồi, chấp nhận. Giết được nó mà không? Thằng này đây này. Brand. Hả? Sao chạy không? À, ông bị con kia đánh. Ôi, rồi mất E rồi. Chỉ từ từ không? Rồi, đập. Không phải là được Syndra luôn hả? Vậy được Syndra thì chết chắc rồi. Đang tới các ông. Bộ khóc đó hả? Đã cứu đồng đội thôi. Ôi hơi sớm. Được, tôi tanh được. Á, à, sao ông làm quả choáng vô trách nhiệm thế. Tráng được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ, tại vì thật ra thì dạng nội tại tôi vẫn khỏe á. Đủ à, mình chế vào con giả cày. Rồi vậy được rồi, đánh không có thằng kia cũng được. Hay không? Không ok nhưng mà chắc là vẫn ok thôi. 600 cửa. Tình hình kiểu tôi trâu quá, tôi tanh được tầm 2-3 tầng luôn. Ai, ghé bên thế là cục. Dùng mình áo á. Ui nó chạy nhanh thế. Thôi về đi các ông ơi. Cam cái bắt tím làm gì. Lại bắt lại đánh nhau. Đánh nhau liên tục. Ui cái tốc biến lại. TF nhanh nhở. Có đi push crop áp trong bay phá trụ này. Cần chết luôn này, chết luôn. Baron không phải là không ăn được mà là rừng nó còn sống ý. Liệu nào chết được? Không bao giờ có một giây phút bình yên. Đánh đau nhiễm tội. Châu thì châu nhưng mà đánh lâu thì cũng phải chết à. Hay không? Tôi vẫn không thể sống được. Cố lắm rồi mà nó vẫn giết được thằng kia nữa. Nó hết mẹo rồi. Thẻ Z nó không có thanh tẩy. Bây giờ mình mua khăn thẻ thuật. Chết Syndra rồi. Nào xem con Ken nào. Ken ngáo đã. Đang tới các bạn ơi. Đánh TF
Hay không? Ý gì? Lái lách. À, còn tốc biến luôn. Đấy, đi qua đập nó lên không? Đồng hồ sớm quá. Thế là hết trận à? Còn này cũng khác gì có phao phai đâu. Hết rồi, hết game rồi. Được sao? Chạy ngay đi vậy. Đấy, chạy phía win. Chỉ biết được đoạn đầu thôi các bạn. Đoạn sau thì cũng phải đấy biết được.